chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, viêm nhiễm phụ khoa là tình trạng viêm nhiễm tại cơ quan sinh dục nữ, gồm một số bệnh cơ bản như là viêm âm đạo, viêm lộ tuyến tử cung, viêm phần phụ. Viêm nhiễm phụ khoa ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và sức khỏe của các chị em phụ nữ. Nếu không điều trị kịp thời, viêm nhiễm phụ khoa có thể tái phát nhiều lần và gây ra các biến chứng nguy hiểm như là viêm buồng trứng, viêm vòi trứng, vô sinh và thậm chí dẫn đến ung thư cổ tử cung. Nắm bắt về nhu cầu cần giải pháp chữa trị hiệu quả bệnh phụ khoa ở nữ giới, An Phụ Khang Dạ Thảo Liên đã ra đời và đảm bảo hiệu quả bất ngờ. Với chiết xuất 100% thành phần từ các thảo dược thiên nhiên như tinh dầu trầu không, tinh dầu tỏi, kim ngân hoa, trà xanh, tinh dầu An Phụ Khang có tác dụng phòng chống, điều trị các căn bệnh liên quan đến phụ khoa cho các chị em phụ nữ. Sản phẩm không chỉ đảm bảo hiệu quả tối đa, vừa sát khuẩn, diệt nấm, chống viêm nhiễm, nấm ngứa phụ khoa, đồng thời nuôi dưỡng vùng da nhạy cảm, mang lại hương thơm dịu nhẹ, thoải mái cho người sử dụng suốt cả một ngày dài. Các thành phần chính trong các sản phẩm bao gồm đó là trầu không, chứa hàm lượng kháng sinh tự nhiên với hàm lượng vitamin rất cao nên có tác dụng ưu việt trong khử trùng, loại bỏ mùi hôi hiệu quả. Tinh dầu tỏi có khả năng kháng khuẩn, giảm viêm, tăng cường đề kháng cho cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa. Kim ngân hoa có công dụng kháng viêm, kháng nấm, kháng khuẩn rất tốt. Trà xanh trong thành phần An Phụ Khang của Dạ Thảo Liên chứa chất oxy hóa cực mạnh, làm chậm quá trình lão hóa, nuôi dưỡng vùng da nhạy cảm. Oải hương có công dụng sát trùng, kháng viêm, giảm kích ứng và tạo hương thơm dịu nhẹ, giúp khử mùi hôi hiệu quả. Chính việc tích hợp nhiều thảo dược đã đem đến công dụng tốt, tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm An Phụ Khang của Dạ Thảo Liên so với các dòng sản phẩm khác xuất hiện trên thị trường. Ngoài việc sử dụng cho vệ sinh hàng ngày của Dạ Thảo Liên, chị em có thể kết hợp với tinh dầu An Phụ Khang. Cách sử dụng rất đơn giản, chúng ta làm ướt vùng kín, lấy dung dịch vệ sinh ra tay, nhỏ một giọt tinh dầu An Phụ Khang Dạ Thảo Liên lên, sau đó rửa nhẹ nhàng, đợi 2 đến 3 phút rồi rửa sạch với nước. Một tuần chỉ cần vệ sinh với tinh dầu từ 2 tới 3 lần, có thể vệ sinh trước khi quan hệ tình dục để tránh nhiễm nấm khuẩn. Khi đến ngày đèn đỏ, có thể sử dụng nhiều hơn, một ngày là từ 1 tới 2 lần. Sử dụng tinh dầu An Phụ Khang trong vòng 5 ngày, các bạn sẽ cảm nhận được mùi hôi vùng kín được loại bỏ, không còn khí hư, chống viêm nấm ngứa cực kỳ hữu hiệu. Kiên trì đều đặn hàng ngày để đem lại sự sạch sẽ và thoáng mát cho vùng kín. Sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nên an toàn cho tất cả mọi người có thể sử dụng được. Không chỉ nữ giới mà cả nam giới cũng có thể sử dụng để tránh những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, bảo vệ cho sức khỏe của bản thân mình và những người mình yêu thương. Ngay cả những người phụ nữ mang bầu, sau sinh thì cũng yên tâm về độ an toàn nhờ thành phần 100% thảo dược tự nhiên. Sản phẩm An Phụ Khang Dạ Thảo Liên đóng lọ dạng dung dịch 20ml và được sử dụng trong thời gian từ 3 tới 5 tháng, thế nên rất tiết kiệm cho người dùng. Được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt chuẩn ASEAN và đội ngũ nhiều kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thảo dược đông y. Sản phẩm An Phụ Khang là sản phẩm chất lượng cao của Dạ Thảo Liên, đem đến giá trị thật cho khách hàng. Xin mời quý vị hãy cùng truy cập ngay website của Dạ Thảo Liên hoặc liên hệ tới hotline để được tư vấn thông tin về các sản phẩm của Dạ Thảo Liên nhé. Dạ Thảo Liên, chuẩn chất lượng, rõ nguồn gốc.